Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán thương mại dịch vụ tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Lĩnh vực thương mại sẽ bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, bán hàng trong nước. Kế toán dịch vụ sẽ có các nhiệm vụ cũng giống như nhiệm vụ chung của kế toán trong doanh nghiệp. Kế toán dịch vụ cũng cần phải thực hiện và phản ánh kịp thời các chi phí, nghiệp vụ phát sinh, tính giá thành sản xuất, xác định đúng đắn kết quả kinh doanh. Để hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán thương mại dịch vụ, hãy cùng Kế toán Việt Hưng đi tìm hiểu về nội dung của khóa học, sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khai báo cập nhật số dư chi tiết của đầu năm, phân tích các mối quan hệ giữa báo cáo chi tiết của đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang, phân loại các hóa đơn chứng từ, bao gồm hóa đơn mua nguyên vật liệu, mua hàng hóa, mua công cụ dụng cụ và mua tài sản, cũng như cách hạch toán trên phần mềm và phản ánh đúng các chi phí vào chi phí đối với từng mảng thương mại và dịch vụ, xử lý các trường hợp liên quan đến phát sinh trong công ty thương mại dịch vụ, các nội dung liên quan đến tính lương, trích bảo hiểm và các hợp đồng, chứng từ liên quan để ghi nhận vào chi phí đối với tiền lương, xử lý chênh lệch giữa kiểm kê thực tế so với sổ sách, lập báo cáo kiểm tra về các khoản chi phí để thực hiện việc tính giá thành và lập các báo cáo tờ khai phải nộp hàng tháng hàng quý, bao gồm tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Cuối cùng là kiểm tra lại các số liệu, xác định lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như cân đối lại các chỉ tiêu, điều chỉnh trước khi lên báo cáo tài chính, hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách kế toán và chia sẻ những kinh nghiệm kế toán trong mảng thương mại dịch vụ. Trong khóa học của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học lớp tập trung, lớp online và hình thức một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online, nhấn xem giáo trình của trang web ketoanviethung.com. Các nội dung trong khóa học sẽ được chia theo từng phần và mỗi phần sẽ là các video hướng dẫn cụ thể cho các bạn về từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm cho đến khi lên báo cáo tài chính. Để xem được nội dung của từng phần, các bạn sẽ nhấn chọn vào nội dung và nhấn xem giáo trình. Trong mỗi nội dung của phần học sẽ là các chứng từ hóa đơn và mỗi chứng từ hóa đơn sẽ là video hướng dẫn chi tiết về nội dung của chứng từ hóa đơn chứng từ và cách hạch toán trên phần mềm. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.